đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian và cái chết cho quê hương. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2324 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Linh mục và giáo dân Yên Hòa phản đối bản án của Nguyễn Văn Oai. Tin mới nhất từ phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm. Cộng sản Việt Nam làm bộ phim 21 tỷ đồng mà không ai thèm xem. Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhật Bản có thể bị thiệt hại nghiêm trọng vì bơm khinh khí của Bắc Hàn. Hoa Kỳ đã có vũ khí, có thể hủy diệt Bắc Hàn. Bắc Kinh bị cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đánh sụt hạng tín nhiệm. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này là chị Lê Thị Kim Thu, một trong những dân oan bất khuất, với phần đầu chủ đề Vấn nạn dân oan. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 5 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Oai, thành viên của nhóm thanh niên Công giáo, về tội danh không chấp hành án theo Điều 304 và tội danh chống người thi hành công vụ theo Điều 257 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Một ngày sau, tức ngày 19 tháng 9, Linh mục Hồ Văn Trường và 1.795 giáo dân giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã gửi một lá thư đến nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An để phản đối bản án được cho là bất công đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Lá thư đưa ra các phân tích và dẫn chứng bối cảnh cụ thể cho từng cáo buộc tội trạng của bản án, từ đó đưa ra kết luận rằng bản án bất công. Phía nhà cầm quyền có nhiều hành động trái pháp luật, nên anh Nguyễn Văn Oai hoàn toàn vô tội. Bức thư kêu gọi tòa hãy hủy bản án và trả tự do ngay lập tức cho anh Oai. Chiều thứ Sáu 22 tháng 9, phiên tòa xét xử đại án Ocean Bank đã diễn ra với cuộc tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cùng các luật sư bảo vệ cho 51 bị cáo về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể là làm thất thoát hơn 1.576 tỷ đồng, khiến nợ xấu của Ocean Bank lên đến hơn 14.000 tỷ đồng. Kết quả phiên tòa là Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank, bị đề nghị mức án chung thân tội tham ô. Nguyễn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Ocean Bank, tử hình. 3 bị cáo từ 11 đến 27 năm tù. 41 bị cáo từ 3 đến 10 năm tù. 1 bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù. Chỉ có 4 người được đề nghị miễn hình phạt. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, báo Lao động Online đăng bài Tại sao chúng tôi phải trả thuế để làm phim không ai xem? Bài báo nói về bộ phim mang tựa đề Sống cùng lịch sử, sản xuất năm 2014. Đây là một bộ phim được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua hãng phim truyện Việt Nam thực hiện để kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với kinh phí 21 tỷ đồng, tức gần 1 triệu Mỹ Kim. Kinh phí hoàn toàn do ngân sách nhà nước, tức lấy từ tiền thuế, tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Tiếc thay bộ phim hoàn toàn bị ế khách, nên phải ngừng chiếu chỉ vài ngày sau khi ra rạp tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vào đúng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2014. Dù luôn được chiếu trong những giờ thuận lợi nhất, và dù giá vé chỉ có 40.000 đồng, tức chưa tới 2 Mỹ Kim,
nhưng rạp phải thường xuyên hủy chiếu vì không có khán giả. Vấn đề được đặt ra là tại sao biết bao người dân nghèo đói lại phải đóng thuế cho một cuốn phim quá đắt giá mà vô bổ như vậy? Ngày 22 tháng 9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông báo rằng hành động của Cộng sản Việt Nam cho mật vụ đến tận Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế. Vụ vi phạm này đã được Tổng công tố Liên bang tiếp nhận điều tra vào ngày 10 tháng 8 đến nay, chưa kết thúc. Những bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc này sẽ được công bố. Chính phủ Đức đã nhiều lần thông báo rõ ràng cho Việt Nam về những yêu cầu của mình, là Việt Nam phải xin lỗi cộng với lời bảo đảm rằng những vi phạm pháp luật như thế sẽ không xảy ra trong tương lai. Vì Việt Nam không hề đáp ứng các yêu cầu trên, nên chính phủ Đức đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và thêm một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam bị trục xuất khỏi Đức. Thứ Sáu 22 tháng 9, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho tuyên bố trên truyền hình rằng nước này đang cân nhắc việc thử nghiệm bơm khinh khí với quy mô chưa từng có trên vùng biển Thái Bình Dương. Lần thử bơm sắp tới đã được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất sẽ là Nhật Bản. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Bắc Hàn đã tuyên bố thử thành công bơm khinh khí trong cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6, cũng là lần mạnh nhất từ trước đến nay của Bắc Hàn. Kết quả thử nghiệm cho thấy Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc chế tạo bơm khinh khí có kích thước đủ nhỏ để đặt trong đầu đạn của hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mạnh mẽ cảnh báo rằng lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đang có hành động tự sát cho cả chế độ lẫn chính mình khi liên tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Ông tuyên bố, nếu nước Mỹ buộc phải bảo vệ chính mình và đồng minh, thì sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn, bằng cách thả quả bom hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ là B-83 vào thủ đô Bình Nhưỡng. Hậu quả được dự đoán là khoảng 1,2 triệu người bị thiệt mạng ngay lập tức. Số người chết và bị thương sau đó sẽ rất lớn, khó có thể ước tính chính xác. Những người còn sống sót trong bán kính 420 km sẽ bị bỏng cấp độ 3 vì bức xạ nhiệt. Bom B-83 của Mỹ có thể tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ với nhiệt độ lên đến 83,3 triệu độ C, có sức công phá bằng 79 quả bom từng được thả xuống Hiroshima vào năm 1945, đủ sức biến mọi thứ trong quỹ đạo của nó thành tro bụi. Theo nhà nghiên cứu lịch sử hạt nhân Alex Wellerstein, khi nổ B-83 sẽ tạo ra một hố rộng 420 mét và sâu 92 mét. Thứ Tư 20 tháng 9 vừa qua, Trung Cộng bị cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's lần đầu tiên kể từ năm 1999 hạ điểm tín nhiệm từ hạng A cộng xuống hạng AA trừ vì viễn cảnh nợ nần của Trung Cộng. Vì thế, hai ngày sau, tức ngày 22 tháng 9, Trung Cộng đã kịch liệt chỉ trích sự việc này và tố cáo đây là một quyết định sai lầm. Nhưng cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's lại tiếp tục hạ điểm cả Hồng Kông, đồng thời cảnh báo về món nợ khổng lồ của Hoa Lục đang đè nặng lên đặc khu kinh tế này, và cảnh báo về mức độ nợ nần của chính quyền các địa phương, cũng như của các công ty quốc doanh, đồng thời cảnh báo về tình trạng sản xuất dư thừa, chỉ sống nhờ vào tín dụng của nhiều tập đoàn kỹ nghệ tại Hoa Lục. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Bạn Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Theo dõi một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần, chúng tôi ghi nhận một trong những sự kiện nổi bật là việc Kim Jong-un, lãnh tụ của Bắc Hàn, cảnh báo sẽ đáp lại lời đe dọa các biện pháp chế tài mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một hành động khiêu khích tương xứng như sẽ thử bom diệt hạch ở Thái Bình Dương chẳng hạn. Theo ông, bài diễn văn đầu tiên ở Liên Hiệp Quốc của Tổng thống Trump đe dọa Bắc Hàn như vậy có làm cho Bình Nhưỡng nao núng hay không, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Bắc Hàn không nao núng, nhưng Bắc Hàn thật sự cũng không muốn có chiến tranh. Bắc Hàn cũng như Hoa Kỳ muốn dùng nó là cái thủ đoạn ngoại giao.
bên này ép bên kia phải lùi bước trước để đạt lợi thế cho đàm phán. Thật sự thì hai bên đều ở thế muốn đàm phán. Cách đây vài ngày thì Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng ông Trump chỉ trích Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc thì giống như tiếng chó sủa, và Bắc Hàn sẽ thử bơm nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Và việc thử bơm ở vùng biển quốc tế là một cái hành động nguy hiểm và hiếu chiến, cho nên nó có vẻ là đe dọa nhiều hơn là thực sự sẽ xảy ra. Hôm thứ Năm 21 tây tháng 9 thì ông Trump ở Liên Hiệp Quốc nói rằng ông Kim Chánh Ân của Bắc Hàn là một gã tên lửa trong cái sứ mạng tự sát, một chế độ đồi trụy là Hoa Kỳ có thể hoàn toàn tiêu diệt Bắc Hàn. Thì hôm sau, thứ Sáu 22 tháng 9 thì ông Kim Chính Ân đáp trả rằng ông Trump là lão già điên, bị điếc, là người rối loạn thần kinh, người bất hảo, người côn đồ. Và sau đó thì ông Trump lại nói ông Kim Chính Ân là một anh chàng điên. Do đó chúng ta thấy là đó là cái sự đấu khẩu. Trong khi đó thì hai bên không ai thực sự muốn chiến tranh. Bắc Hàn thì muốn trả giá cao vì Bắc Hàn có cái tẩy là thủ đô Nam Hàn nằm trong tầm đại pháo, và Bắc Hàn có thể tấn công Nhật Bản ở trong tầm nhắm. Mỹ thì phải đương đầu với một đàn em của Trung Quốc, tức là Bắc Hàn là đàn em của Trung Quốc, cho nên Mỹ không có thế tốt. Và Mỹ lo lắng rằng cái chuyện tấn công Bắc Hàn nó sẽ đưa tới Nam Hàn và Nhật Bản bị tấn công mà Mỹ không che chở được. Ngoài ra, Trung Quốc và Liên Xô và Nga cũng không thể mà đứng yên mà chấp nhận cho Mỹ tấn công Bắc Hàn. Cho nên thật sự thì cái con đường, cái kinh riêng biệt để mà thương thảo hai bên vẫn đang tiếp tục xảy ra. Dạ thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua thứ Sáu 22 tháng 9 loan báo sẽ tăng cường năng lực quân sự và tên lửa đạn đạo, bất chấp những chỉ trích của Hoa Kỳ và Pháp. Lời tuyên bố này được đưa ra nhân một cuộc diễn binh kỷ niệm cuộc chiến Iraq-Iran năm 1980. Ông nhận định Iran và Bắc Hàn có những điểm giống và khác nhau như thế nào thưa ông? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, còn gọi là NPT, được ký năm 1968 bởi 186 nước, nhưng có 4 nước không chịu ký là Ấn Độ, Pakistan, Do Thái và Nam Sudan. Bắc Hàn thì ký vào nhưng mà sau đó rút ra năm 2003. Iran thì ký vào và không rút ra. Trên thế giới bây giờ có khoảng 17 nước có bom nguyên tử. Iran và Bắc Hàn có những điểm giống nhau như cả hai đều muốn phát triển vũ khí nguyên tử, nhưng mà nằm ngoài cái hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Giống nhau nữa là cả hai đều là những quốc gia gây hấn. Bắc Hàn thì gây hấn ở Đông Bắc Á và Iran thì gây hấn ở Trung Đông. Bắc Hàn thì hay đe dọa Nam Hàn và Nhật Bản, và Iran thì đe dọa Do Thái. Điểm giống nữa là cả hai đều theo chế độ độc tài. Bắc Hàn thì độc tài cộng sản gia đình trị, còn Iran thì độc tài tôn giáo. Điểm giống nữa là cả hai đều thân Trung Quốc. Bắc Hàn là phên dầu của Trung Quốc, còn Iran thì Trung Quốc rất cần dầu lửa. Điểm giống nữa là cả hai đều ghét Mỹ. Bắc Hàn tìm cách làm khó Mỹ để móc túi Mỹ lấy tiền, còn Iran thì bực bội Mỹ vì Mỹ thân Do Thái và ủng hộ Saudi Arabia là một quốc gia lãnh đạo Hồi giáo Sunni, là một cái Hồi giáo đối thủ với CIA của Iran. Chúng ta thấy ngoài ra có những điểm khác nhau giữa hai nước là Iran có hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử với Mỹ và các cường quốc khác, trong khi đó thì Bắc Hàn không có. Điểm khác nữa là Iran tuy muốn nhưng mà chưa thủ đắc được bom nguyên tử. Điểm khác thứ ba là Iran là một quốc gia có quyền lực tương đối độc lập, một trụ trong cái ba trụ Hồi giáo ở Trung Đông, đó là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trong khi đó thì Bắc Hàn cần có Trung Quốc phía sau để đứng vững.
điểm khác nhau nữa là Iran trong vài năm qua để xuống giọng ôn hòa hơn so với Bắc Hàn. Do đó mà trong bài diễn văn đọc ở Liên Hiệp Quốc tuần qua, Tổng thống Trump đã làm một cái gói chung Iran với Bắc Hàn là một sai lầm chiến lược. Nó tạo cớ cho Bắc Hàn nói rằng Bắc Hàn cần có bom nguyên tử bởi vì Hoa Kỳ đã ký với Iran và đã phủ nhận cái hiệp ước với Iran. Dạ thưa anh. Quay sang Việt Nam, Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào khoảng đầu tháng 10. Nhưng cho tới nay, nội dung chưa chuẩn bị xong, mà chủ yếu là vấn đề nhân sự. Ông có nhận xét gì về hội nghị này, thưa ông Nguyên? Thưa Nai Sơn và thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6 sắp sửa xảy ra vào tháng 10, thì đây là mục đích chính của ông Trọng, ông củng cố nhân sự để mà những hội nghị Trung ương sau ông có thể nhất thể hóa, tức là ông kiêm luôn chức chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang. Và đây là cái hội nghị mà ông ta đưa những người của ông, như là ông Phan Huy Trạc, ông Phạm Hồng Hà, ông Bùi Văn Nam chẳng hạn, vào những vị thế cao hơn, và ông muốn đưa ông Phan Huy Trạc và ông Nguyễn Văn Nên, tức Bảy Nên, vào Bộ Chính trị. Chúng ta thấy rằng ông muốn loại ông Nguyễn Văn Bình ra khỏi ủy viên Bộ Chính trị, muốn loại ông Đinh La Thăng ra khỏi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, và muốn kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là người trước đây thuộc phe ông Nguyễn Tấn Dũng và đang đụng với ông Huỳnh Đức Thơ, tức là ông Thơ chủ tịch Ủy ban Nhân dân, người của phe ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trọng và ông Phúc muốn bứng ông phe ông Dũng, tức là Nguyễn Xuân Anh. Việc vắng mặt ông Trần Đại Quang, người mà 7 Tây tháng 9 vừa qua lại đi Nhật trị bệnh nữa, được biết ông Quang ăn không được, ói, mất ngủ và mất 15 kg, có thể ông Quang sẽ không thọ được lâu. Vấn đề mà sắp xếp nhân sự, vấn đề nhất thể quá và đưa người vào, cùng với cái chuyện mà ông ta chính thức quá cái việc ngồi 5 năm giữa nhiệm ngồi 5 năm thay vì ngồi giữa nửa nhiệm kỳ như trước đây đã nói, cho thấy ông đang củng cố quyền lực, và quyền lực của ông hiện nay lớn hơn cả ông Lê Dũng ngày xưa. Ông Trọng trong khi củng cố quyền lực thì Đảng Cộng sản càng rã rời thêm, là bởi vì trong cái tiến trình củng cố ông đã gây ra rất nhiều cái sự bất mãn và cái sự gọi là chán chường của những đảng viên. Quân đội hiện nay tan rã và ông đang sử dụng công an là nơi có nghiệp vụ cao về chính trị để mà làm những cái mưu trước trong thao túng đảng. Quân đội hiện giờ chỉ có ông Lê Cường và ông Lương Cường và ông Lê Chim là những cái tướng đánh trận còn sót lại thuộc về cái nhóm mới đang lên, nhưng quân đội đang chia rẽ và bị công an qua mặt. Do đó mà chúng ta thấy rằng là ông Trọng càng củng cố, càng thu tóm quyền lực thì Đảng Cộng sản đang càng rã rời. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, một trong những thảm họa mà dân chúng Việt Nam phải gánh chịu dưới chế độ Cộng sản Việt Nam là tình trạng bị nhà cầm quyền chiếm đoạt nhà cửa và ruộng vườn. Thảm trạng dân oan này đã và đang diễn ra trên toàn cõi đất nước.
trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta tuần này và các tuần lễ kế tiếp, chúng tôi xin được bàn thảo về vấn nạn dân oan với khách mời là cô Lê Thị Kim Thu. Là một nạn nhân của thảm họa dân oan, gia đình cô Kim Thu đã bị Cộng sản Việt Nam cướp đoạt ruộng vườn và nhà cửa 3 lần. Vì vậy, cô đã tham gia phong trào dân oan khiếu kiện từ những năm 1980. Và vì các hoạt động này, cô đã 3 lần bị bắt cầm tù, tổng cộng hơn 6 năm. Ngoài việc trực tiếp tham gia, phát động các cuộc biểu tình đòi nhà đất từ Bắc chí Nam, cô Kim Thu còn tham dự các cuộc tranh đấu đòi nhân quyền, cũng như các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Năm 2015, cô có Hoa Kỳ tạm cư cùng gia đình, nhưng vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh cho dân oan Việt Nam. Cô Kim Thu tham dự cuộc thảo luận này từ San Diego, Nam California, Hoa Kỳ. Hải Nguyên xin chào cô Lê Thị Kim Thu. Kim Thu xin chào anh Hải Nguyên. Kim Thu mến chào quý khán giả đang theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, trước hết xin cô cho thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi được biết là tại sao lại có vấn nạn dân oan thưa cô? Thưa anh Hải Nguyên hỏi là tại sao ở Việt Nam có vấn nạn dân oan, thì Kim Thu xin thưa, hiến pháp của nhà nước Việt Nam đã khẳng định rằng đất nước phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và theo đó luật đất đai cũng khẳng định đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý, tức là người đại diện thống nhất quản lý. Dựa vào hiến pháp trên thì mọi thứ, mọi quyền lợi, mọi quyền hành của đất nước đều do Đảng nắm trong tay, còn nhà nước thì đại diện quản lý, mà nhà nước là do Đảng sinh ra, nên dân chỉ được tiến làm chủ đất nước chứ không được làm chủ mảnh đất mà tổ tiên của cha ông mình để lại, hoặc do công sức mồ hôi nước mắt mà mình khai phá mà có. Những mảnh đất này Đảng dùng nhà nước để chưng dụng, tịch thu, ăn cướp bất cứ lúc nào mà Đảng muốn, có nghĩa là dân không có quyền tư hữu đất đai để quyết định về mảnh đất mình có, ngoài vài luật lệ sang nhượng dân sự mà Đảng cho phép. Vì đang theo đuổi một ý thức hệ lỗi thời, phản dân chủ, phản nhân quyền, không còn thích hợp với cuộc sống văn minh của loài người hiện đại, và cũng vì độc quyền, độc đảng, nên sự cai trị của nhà cầm quyền rất có nhiều sai lầm, đưa đất nước vào con đường với nhiều vấn nạn cường quyền, vấn nạn tham nhũng, vấn nạn suy đồi xã hội, vấn nạn chảy máu xích xám, vấn nạn đục khoét tài nguyên đất nước, vấn nạn buôn bán đất đai của tổ tiên cho ngoại bang, vấn nạn xuất khẩu nô lệ, vấn nạn dân oan, còn nhiều vấn nạn khác vân vân và vân vân. Với những vấn nạn này, hiện nay nhà cầm quyền không có cách nào để giải quyết được, nhất là vấn nạn dân oan càng ngày càng trầm trọng hơn. Ở đây Kim Thu chỉ muốn bàn về vấn nạn dân oan sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, để gọi là nó là một quốc nạn tại Việt Nam hiện nay. Như cô vừa trình bày thì xin cô phân tích rõ hơn về những nguyên nhân sinh ra quốc nạn dân oan. Thưa anh Hải Nguyên, theo kinh nghiệm bản thân, Kim Thu xin được tóm tắt 5 nguyên nhân chính sinh ra quốc nạn. Quốc nạn thứ nhất, ăn cướp có chính sách trả thù để thâu trộm là phẩm. Người ăn cướp là kẻ chiến thắng và nạn nhân là dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, gọi tắt là Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì là ăn cướp có đồng bọn, ăn cướp có tổ chức, ăn cướp hợp pháp để chia chác quyền lợi cho kẻ cầm quyền. Người ăn cướp là những tham quan và nạn nhân là những dân không có thế lực, chỉ có chút đất đai. Đất cướp được phân lô chia cho cán bộ, còn người bị cướp hầu như không được đền bù, không được tái định cư. Thứ ba là ăn cướp có bảo kê. Người ăn cướp là những cường hào ác bá và nạn nhân là người cô thế, hoặc nhà đất bị cướp sẽ trở thành nguồn lợi hái ra tiền, còn người bị cướp thì mất trắng, nhiều khi còn bị tù oan. Thứ tư là ăn cướp có dự án, có kế hoạch. Người ăn cướp là những đại gia, những nhóm lợi ích, những cán bộ gộc có sân sau làm kinh tế, và nạn nhân thì nằm trong đủ mọi thành phần, kể cả những người có công với cách mạng, cán bộ cách mạng lão thành,
bà mẹ liệt sĩ đất cướp được để xây các sân golf, khách sạn, resort, khu cao ốc, bà người bị cướp đất không được đền bù tương xứng. Và thứ năm là ăn cướp có giấy tờ, có quyết định của chính phủ. Người ăn cướp chính là Đảng Cộng sản và nạn nhân cũng là người nằm trong đủ mọi thành phần. Đất cướp được cho thuê hoặc bán cho các công ty ngoại quốc đầu tư và những người bị cướp được văn bản quyết định đền bù nhưng với giá của nhà nước. Bấy lâu nay thì chắc ít có người biết hoặc nói về Dân quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa, lại cũng là thuộc thành phần Dân Oan. Vậy xin cô cho biết tại sao họ gọi là Dân Oan thưa cô? À, thưa anh Hải Nguyên, gọi họ là Dân Oan chính vì gia đình và nạn nhân trực tiếp của chế độ ăn cướp có chính sách để trả thù, để thâu chọn chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng. Họ mất hết tất cả gia đình, nhà cửa, đất đai và tương lai con cháu và lại còn bị tù đày. Thành phần Dân Oan này dường như không ai biết đến và họ cũng ít khi có tiếng nói trên 40 năm nay. Trong suốt quá trình đấu tranh đòi công lý của Kim Thu, Kim Thu luôn nhắc đến họ, nhưng dường như không ai nghĩ rằng họ là Dân Oan và cứ nghĩ rằng họ là người thua cuộc đành phải chấp nhận bị cướp đất và mất tất cả. Nhưng gần đây, tổ chức DPSOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng làm tổng giám đốc dựa vào luật pháp Hoa Kỳ và luật quốc tế để thực hiện việc giúp đỡ những công dân Hoa Kỳ gốc Việt, kể cả con cháu đòi lại tài sản bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt. Những người này bị nhà cầm quyền tịch thu tài sản mà họ để lại ở miền Bắc khi di cư vào Nam năm 1954. Và những người bị tịch thu tài sản sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Cho nên những Dân quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa và con cháu nay đã định cư và có quốc tịch Hoa Kỳ đã trở thành những người có tư cách pháp nhân để kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt tài sản của họ sau năm 1975 thông qua cơ quan quỹ hội giải quyết các đòi hỏi bồi thường ngoại quốc đặt dưới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Để có nhiều thông tin trên, xin giới thiệu vài đường link mạchsongmedia.com. Vậy, việc gọi những quân dân Cán chính Việt Nam Cộng hòa là Dân Oan rất là chính xác. Thêm nữa, những giải thích và bằng chứng tiếp đây cũng chứng minh họ là Dân Oan thực sự. Chúng tôi xin được tạm ngưng cuộc hội thoại hôm nay tại đây. Mời quý thính giả đón theo dõi tiếp phần 2 cùng Dân Oan Lê Thị Kim Thu vào tuần sau. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thông báo đổi giờ phát thanh. Thưa quý thính giả, để đáp ứng sự mong đợi của rất nhiều quý thính giả ở Việt Nam muốn được nghe chương trình phát thanh của Đài phát thanh đáp lời sông núi sớm hơn, nay chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý thính giả. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, chương trình phát thanh của đài trên làn sóng AM 1503 kilo chu kỳ và các phương tiện truyền thông khác sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 tối giờ Việt Nam thay vì 9 giờ 30 tối như trước đây. Mong quý thính giả đón nghe chương trình của đài lúc 8 giờ 30 tối và xin cho chúng tôi những ý kiến của quý vị. Trân trọng thông báo và kính chào, Đặng Giang, quản nhiệm đài. Kính thưa quý thính giả, vào thế kỷ 19, Việt Nam có một nhà ngôn ngữ học thông thạo 27 ngoại ngữ, được ghi tên trong Bách khoa Từ điển và được bình chọn là một trong 18 văn hào hàng đầu thế giới. Ngoài ra, ông còn là một trong những người đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ. Qua chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Học giả Trương Vĩnh Ký của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thành để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Trương Vĩnh Ký tên thật là Trương Chánh Ký, về sau đổi chữ lót Chánh thành Vĩnh, nên tên được gọi là Trương Vĩnh Ký. Ông là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và khảo cứu văn hóa Việt Nam. Trương Vĩnh Ký có tri thức uyên bác, am tường văn hóa cổ kim Đông Tây, nên được phong làm giáo sư Viện Sĩ Pháp.
được ghi tên trong bách khoa từ điển La Roche và là một trong 18 văn hào hàng đầu thế giới ở thế kỷ 19. Ngoài ra, nhờ thông thạo 27 ngoại ngữ, ông trở thành nhà ngôn ngữ học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam và cũng được xem là một trong những người biết nhiều ngoại ngữ nhất thế giới. Nhà thông thái Trương Vĩnh Ký đã để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật. Riêng đối với nền báo chí Việt Nam, ông cũng được xem là ông tổ nghề báo vì là sáng lập viên kiêm chủ nhiệm tờ Gia Đình Báo, tờ báo viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam. Trương Vĩnh Ký sinh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại ấp Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ông là con thứ ba của lãnh binh Trương Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu. Năm ông 8 tuổi, thân phụ ông được triều đình cử làm phụ tá trưởng đoàn sứ thần sang Miên, bị bệnh và qua đời trong chuyến đi sứ này. Thấy ông ngoan hiền và siêng năng, Cố Tám, một tu sĩ Công giáo, đã khuyên mẹ ông cho ông đi học chữ quốc ngữ, cải theo đạo Công giáo, và đặt tên là John Baptist Petrus, Trương Chánh Ký, về sau đổi thành Petrus, Trương Vĩnh Ký, gọi tắt là Petrus Ký. Linh Mục Long từ Pháp sang thấy ông thông minh và ham học, nên đã tận tình truyền dạy chữ Latin. Năm 1851, ông lại được gửi vào trường đạo Dula Ma ở Penang, Mã Lai. Trong thời gian này, ông học thêm các thứ tiếng khác như Ấn Độ, tiếng Anh, Tây Ban Nha, Mã Lai, Nhật Bản, Hy Lạp và Thái Lan, v.v. Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp và về nước, đúng vào lúc mẹ ông qua đời. Sau đó ông lên Sài Gòn tá túc tại nhà vị giám mục người Pháp là Dominique Lepre, bắt đầu làm thông ngôn vào ngày 20 tháng 12 năm 1860. Hay tin Trương Vĩnh Ký ra làm việc với Pháp, một số quan lại nhà Nguyễn đố kỵ ông, nhưng ông nghĩ rằng phải làm việc để giúp đỡ đồng bào, nhất là lúc ấy Pháp và Nam Triều chưa hiểu nhau. Ông đã mượn câu cách ngôn Latin ở với họ mà không theo họ để biện minh về việc làm thông ngôn. Mặc dù làm việc cho Pháp, nhưng khi sưu tầm và chú thích bản Gia Định Thất Thủ Vịnh, ông vẫn gọi Pháp là giặc. Ngày 8 tháng 5 năm 1862, Pháp thành lập trường thông ngôn. Ông được nhận vào dạy sinh ngữ cho trường này. Năm 1863, ông làm thông ngôn cho phái đoàn của cụ Phan Thanh Giảng sang Pháp, xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Ngày 1 tháng 4 năm 1865, ông được chấp thuận cho phát hành tờ Gia Đình Báo, nhưng mãi đến ngày 16 tháng 5 năm 1869 mới có nghị định của Phó Đô đốc O'Hare ký cho Trương Vĩnh Ký làm chủ nhiệm và Quỳnh Tịnh của làm chủ bút tờ báo này. Năm 1872, ông được bổ nhiệm làm đốc học trường sư phạm, dạy người Pháp học tiếng Đông Dương. Năm 1874, ông được bổ nhiệm làm ủy viên hội đồng giáo dục và được bình chọn là một trong thế giới thập bát văn hào. Ngày 17 tháng 5 năm 1883, ông được Hàn Lâm Viện Pháp phong danh hiệu là viện sĩ. Năm 1887, ông về hưu sau chuyến đi công tác ở Bangkok. Năm 1888, trường thông ngôn đóng cửa, ông thất nghiệp và sau thời gian dài sống ở hoàn cảnh đơn chiếc, buồn bã, túng quẫn và bệnh hoạn, ông qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 1898. Một phần của ông hiện tọa lạc tại góc đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng thuộc quận 5 Sài Gòn. Ở cuối thế kỷ 19, học giả Pháp tên là John Spotter đã gọi Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và Trung Hoa. Vũ Ngọc Phan trong tập Nhà văn hiện đại đã viết: "Còn Trương Vĩnh Ký thì thiệt là một nhà bác học. Ông không những là một nhà văn, một nhà viết sử, một nhà dịch thuật mà còn là một người giỏi về ngôn ngữ." Công tâm mà nói thì cụ Trương Vĩnh Ký không chỉ được xem là ông tổ ngành báo chí Việt Nam mà còn là một người có công đóng góp rất lớn vào việc phát triển hệ thống chữ quốc ngữ của Việt Nam trong thời kỳ phôi thai. Điều đáng trân trọng và hãnh diện hơn nữa là trong thời kỳ đen tối nhất của dân tộc, dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, cụ đã là một người Việt Nam duy nhất đứng trong hàng ngũ những nhà bác học lỗi lạc nhất thế giới vào thế kỷ thứ 19. Điều đáng nói hơn nữa là thực dân Pháp
trong gần 100 năm đô hộ Việt Nam, ít nhất cũng đào tạo ra được những công dân Việt có tầm vóc lớn trên thế giới, được chính dân Pháp ngưỡng mộ về tài năng của họ. Trong khi đó, cái chế độ ra rã tự xưng là đỉnh cao trí tuệ suốt 70 năm qua, chẳng những không có được một ai xuất sắc như cụ Trương Vĩnh Ký, mà còn nhận chìm cả một nền giáo dục và trí thông minh của những người dân Việt xuống mức thấp nhất. Bằng chứng là tại Việt Nam ngày nay, ra đường là gặp rất nhiều giáo sư hay tiến sĩ, nhưng không có một học giả hay một công trình nghiên cứu nào mang tầm vóc quốc tế. Điều này cho chúng ta thấy rằng chế độ độc tài cộng sản đã đưa đất nước ngày càng tụt hậu, thua cả thời thực dân Pháp.